Vâng, đúng ngày này, cách đây tròn 47 năm, thì cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi. Miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và trong chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh không thể nào quên của một ngày đặc biệt trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Những bước tiến công thần tốc, từng cánh quân bộ đội giải phóng tiến về sao huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cổng Dinh Độc Lập đã bị húc đổ. Lá cờ của quân giải phóng đã tung bay ngay tại tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút trong niềm hân hoan chờ đón của cả dân tộc. Từ đây, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam thống nhất một dải. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ minh chứng trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, mà còn chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập dân tộc, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Gần 50 năm sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng và tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 bất diệt, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng và chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Toàn dân tộc chung một khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để đến năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.